À, tôi xin chào tất cả các bác đến với clip tiếp theo của em. Đây là tôi cảnh của một con cóc khổng lồ các bác. Một con cóc khổng lồ các bác nhìn lên ạ. Một cóc rất khi là lạ luôn này. Nhìn mình quay trên nó xem nào. Đây là con cóc khổng lồ siêu khủng luôn. Một cóc khổng lồ này các bác. Đây là một cóc của nó xem. Khổng lồ chạy được không? Một con khổng lồ là gì? Một con khổng lồ siêu khủng. Đúng rồi. Khủng lồ luôn. Đã rồi. Siêu khủng. Mình ra mình ướt.